Xin chào các bạn đến bản tin phân tích thị trường thủy sản tại thị xã Duy vào ngày 6 tháng 10 năm 2021. Lời đầu tiên cho đoàn dân Trường Duy gửi tất cả vị các bạn một lời chúc sức khỏe và lời chào trong buổi chia sẻ ngày hôm nay. Đến với bản tin thị trường, đó là đầu tháng chúng ta đã bước qua, đó là ngày 1 tháng 9 năm 2021 âm lịch, thì chúng ta chỉ còn diễn diện nữa là 120 ngày nữa là tới Tết. Thì trong thời gian gần đây thì thị trường thủy sản luôn có đà hướng tăng và hướng rất là sáng. Thì thị trường Duy sẽ điểm qua ngày hôm nay và Duy sẽ phân tích những thông tin, đó là những thông tin đáng tích cực trong thời gian tới. Và ngày hôm nay thì giá tôm tiếp tục tăng, không có tăng nhiều, nhưng mà cụ thể tăng như sau Duy sẽ điểm qua để mà chúng ta cùng tham khảo. Ngày 6 tháng 10 năm 2021 cụ thể giá tôm hôm nay như sau. Hiện tại 20 con 1 kg đó là 234.000. 234.000 thì cũng không có thay đổi gì so với những ngày trước. 25 con trong sáng nay đó là 177.000. Và 30 con buổi ngày hôm nay hiện tại là 150.000. Hiện tại thì không có thay đổi so với những ngày trước. Nhưng 40 con ngày hôm nay hiện tại đã đạt mốc đó là 129.000. Và tiếp tục đó là tăng 1.000 so với ngày trước. Như chúng ta thấy thì xây 40 con hiện tại trong thời gian qua đã tăng liên tục với một cái sự tăng trưởng ở một cái đà dương và không có dấu hiệu, chưa có dấu hiệu dừng lại. Và xây 50 con ngày hôm nay hiện tại là 113.000 một ký. Và 60 con ngày hôm nay hiện tại là 102.000. Và 70 con đã đạt được mốc đó là 96.000 một ký. Và 100 con trong sáng nay hiện tại là 86.000. Thì không có thay đổi ở các xây này so với những ngày trước. Và như chúng ta thấy hiện tại thì mốc giá mặc dù xây nhỏ từ 70 tới 100 con thì cũng chưa phải là tốt lắm, nhưng mà cũng là đang ở mốc giá được chấp nhận. Và cũng giống như là xây 40 con hoặc 50 con thì hiện tại thì giá rất là tốt, chúng ta đạt lợi nhuận rất nhiều. Trong thời gian vừa qua thì có một cái hiện tượng, và cũng giống như là rất nhiều bà con có điện lại Duy hỏi rằng về cái thông tin thị trường sắp tới như thế nào, sẽ ra sao, và Duy sẽ phân tích một số thông tin về thị trường sắp tới. Có một cái thông tin đó là rất là nhiều quý anh em và bà con lao động ở tại thành phố Hồ Chí Minh cũng như Bình Dương trong thời gian những ngày gần đây thì về miền Tây mình rất nhiều, thì bà con lại lo ngại về giá tôm, không biết là dịch bệnh có được kiểm soát như thế nào hay không. Thì nhìn về cái phiến diện mà tích cực á, chúng ta nói về cái vấn đề này, về cái vấn đề là trong ngành thủy sản chúng ta, thì nếu mà nhìn về cái vấn đề tích cực thì chúng ta sẽ thấy được rất là nhiều hướng tích cực trong cái việc thị trường chúng ta. Đầu tiên Duy sẽ nói về nếu mà lực lượng lao động ở thành phố Hồ Chí Minh cũng giống như là Bình Dương, về miền Tây mình rất nhiều, đầu tiên sẽ giải quyết được đó là tình trạng thiếu hụt lao động ở các farm nuôi thủy sản trong thời gian qua. Có phải là trong thời gian qua nếu mà chúng ta nuôi hộ gia đình thì không nói, nhưng mà rất là nhiều farm lớn Duy biết được là rất là thiếu hụt, đó là tình trạng là lao động trên farm, trên những ao nuôi công nghệ cao. Và mặc dù lương thưởng có tăng liên tục thì cũng không có lao động, tại vì rất là nhiều người họ suy nghĩ là cái ngành nuôi tôm thì cực khổ, phải lặn hộp si phong này nọ, thì lại lo lắng về cái tình trạng là không có người nuôi. Thì cái việc mà khi mà bà con mà với anh em mà lao động từ thành phố về á, thì chắc chắn một điều sẽ bổ sung cái lực lượng lao động này sẽ rất là ok. Thì đó là chúng ta đầu nhìn cái điều đầu tiên về cái hướng tích cực trong ngành thủy sản chúng ta. Một cái hướng thứ hai đó là gì đây? Là khi mà giá tôm á, trong thời gian dịch bệnh vừa qua và trong những giai đoạn mà giá xuống cực thấp, và một nguyên nhân rất là cốt lõi và rất là nguyên nhân chính là nằm ở chỗ là gì đây? Do các nhà máy chế biến họ thiếu hụt về lực lượng lao động. Các nhà máy chế biến ở miền Tây giống như là cơ bản là Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau là nơi tập trung rất là nhiều nhà máy chế biến, hoặc Cần Thơ thì sẽ nhà máy chế biến sẽ tập trung ở những tỉnh này rất là nhiều. Nhưng mà trong thời gian vừa qua thì cái việc mà dịch bệnh vừa bùng lên thì bắt đầu là rất là nhiều công nhân cũng giống như là rất là nhiều lao động họ đã nghỉ việc, thì làm cho nhà máy chế biến họ bị áp lực về đó là nhân công. Mặc dù đơn hàng cũng như vậy, lượng tôm vẫn có điều điều như vậy, nhưng mà tại sao họ không dám mua nhiều? Không dám mua nhiều là do là lực lượng lao động không có. Thì ở chỗ yếu tố đó đó, chính vì vậy đó họ không dám nhận lượng nhiều. Ví dụ như ngày hôm công suất nhà máy bình thường một ngày 500 tấn đi, thì nhưng mà lực lượng lao động chỉ còn khoảng 50% thì họ chỉ nhận là 250 tấn. Đó là chuyện bình thường thôi, là yếu tố rất là quan trọng. Thì khi mà sau khi mà lực lượng lao động ở từ thành phố Hồ Chí Minh mà về quê
đặc biệt là Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau thì về rất nhiều, thì sẽ bổ sung cho nhà máy một lực lượng lao động rất ổn định. Thì chắc chắn một điều, những nhà máy và những doanh nghiệp chế biến họ sẽ tự tin về ký cái hợp đồng cho những cái đối tác ở bên nước ngoài, thì giá tôm mình nó sẽ bền vững và nó sẽ tốt trong những giai đoạn cuối năm. Thì đây là một cái cách nhìn theo phiến diện tiêu cực, phiến diện tích cực về cái hướng và thị trường chúng ta. Tại vì rất là nhiều bà con cũng điện lại Duy trong thời gian gần đây, không biết là bà con mà lao động ở thành phố về nhiều quá, không biết là có ảnh hưởng tới giá tôm mình như nào ra sao. Thì Duy cũng phân tích theo cái hướng tích cực, nhưng mà ở một cái chỗ là chúng ta phải kiểm soát tốt được dịch bệnh. Có nghĩa là bà con mà về từ thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta cũng cố gắng làm sao thực hiện tốt đó là cách ly, cũng giống như là thực hiện tốt đó là về bệnh tránh ảnh hưởng cho cộng đồng. Thì nếu mà kiểm soát dịch bệnh tốt thì chúng ta ngành thủy sản của mình thì nó sẽ tốt lên. Thì chúng ta nhìn theo cái hướng tích cực như thế, thì hy vọng rằng rất là nhiều bà con về được quê hương sau khi cách ly thì tiếp tục đó là gắn bó ở quê hương, có công việc tốt và cũng giống như là có một công việc ổn định để mà làm sao phát triển cho quê hương mình, cũng giống như là quê hương ở miền Tây nói chung và cũng giống như là rất là nhiều miền ở miền Bắc, miền Trung. Hiện tại thì cũng bà con cũng đang về quê rất là nhiều. Thì đó là những cái gì mà nhìn về hướng tích cực trong thị trường sắp tới, Duy muốn cùng đồng hành và phân tích cho chúng ta để bà con nuôi ở dưới ao mình chúng ta cũng được yên tâm nuôi con tôm và làm sao là phát triển cho con tôm được bền vững. Và cũng giống như đây là một cái nghề tạo ra rất là nhiều công ăn việc làm cho bà con nông dân, cũng giống như là rất là nhiều người, kể cả là rất là nhiều chủ khác nhau. Thì đây là một cái nghề mũi nhọn của Việt Nam, hy vọng chúng ta mỗi người chúng ta cùng xây dựng ngành tôm Việt Nam nó vững mạnh hơn. Thì đó là phân tích thị trường trong buổi sáng ngày hôm nay, đó là thị trường về giá tôm thương phẩm trong buổi sáng ngày hôm nay, để chúng ta cùng lạc quan hơn và trong những tháng cuối năm này hy vọng rằng chúng ta sẽ có những vụ tôm thật sự ok. Và tiếp theo phần bản tin thủy sản Duy sẽ điểm qua về thông tin về giá giống, cơ hội thông tin khuyến mãi để chúng ta cùng nắm bắt và chúng ta tiếp tục, nếu mà có vô bầy tôm mới chúng ta sẽ biết được cái giá tôm và thông tin khuyến mãi. Và Duy sẽ điểm qua những công ty được bà con lựa chọn nhiều, cũng giống như có lượng trúng nhiều trên ao. Duy sẽ điểm qua đầu tiên là công ty CB hiện tại giá 154 đồng và công ty hiện tại đang khuyến mãi 10% tại khu vực đó là Bạc Liêu. Và công ty giống Việt Úc hiện tại giá 135 đồng và công ty đang hỗ trợ khuyến mãi 10% tại Bạc Liêu và có một số khu vực thì là 20%. Và công ty giống Hoàng Lộc tiêu chuẩn giá 112 đồng, Hoàng Lộc công nghệ cao giá 120 đồng và công ty đang hỗ trợ khuyến mãi hiện tại đó là 50%. Và số Mona Hoàng Lộc hiện tại giá 145 đồng và công ty Hoàng Lộc cũng đang hỗ trợ khuyến mãi đó là 50% về số Mona. Giống Mỹ Kim hiện tại giá 105 đồng và công ty đang hỗ trợ khuyến mãi đó là 50%. Và tôm càng xanh toàn đực hiện tại giá đó là 180 đồng tại khu vực đó là miền Nam Việt Nam. Vâng, vừa rồi là thông tin thị trường trong buổi sáng ngày hôm nay. Thị sản Duy muốn điểm sơ qua ngắn gọn cũng giống như thông tin phân tích về cái điểm về cái xu hướng thị trường sắp tới. Đây là những cái thông tin tham khảo và những cái thông tin theo cái dữ kiện về thị trường Duy cũng muốn đồng hành cùng bà con. Có thể nó không thể gọi là chính xác được, hay là nó không thể là gọi là một cái gì chắc chắn về sắp tới, nhưng mà đây là một cái dự đoán theo những cái giả thiết hiện tại. Duy muốn đồng hành cùng tất cả quý vị các bạn để làm sao chúng ta tích cực hơn và chúng ta cùng phát triển ngành tôm. Và rất là cảm ơn quý vị các bạn đã luôn quan tâm đến kênh Thủy sản Yến Duy, là một trong những đơn vị cung ứng về giống, thuốc men, đồ nghề thủy sản, thức ăn thủy sản uy tín làm nên thương hiệu. Và xin chúc cho quý vị các bạn một vụ mùa thật sự thành công, cũng giống như là gặt hái được nhiều sức khỏe. Và xin chúc cho quý vị một tháng mới, một gặt hái được nhiều niềm vui mới. Xin chào quý vị các bạn và hẹn gặp lại toàn thể quý vị các bạn. Xin chào.